Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình xin mở cái con nội thất của con giải mã đờ lông DMD 1000 để cho anh em cùng tham khảo và báo giá. Con này là mình xếp vào ship ở kệ Nhật về nhé anh em nhé. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn, đẹp từ trong ra ngoài cho tới tất cả các cấu tạo linh kiện của nó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến anh em con này và cùng báo giá. Anh em nào yêu sản phẩm này thì alo cho mình nhé. Xin giới thiệu với anh em, đây là một con âm ly. À xin lỗi anh em, đây là một con MD đờ lông. Cái model của nó đây này anh em này, 1000. Con này là của nó là mặt phay nhôm màu vàng gold anh em nhé, màu vàng gold, đẹp xuất sắc luôn. Mặt mũi là không có một vết chấm phẩy nào anh em nhé. Nó cũng có các chức năng như kiểu đầu CD này anh em này, play ở sit top này, pause xe này, jack là ghi này. Và giải mã thì anh em chỉ cần ấn mũi nút cái exit monitor này vào là nó giải mã thôi. Nó có một cái input level và một cái lách bài. Đấy là toàn bộ mặt đằng trước anh em nhé. Và anh em mình đi vào phần nội thất của nó này. Anh em nhìn con máy của nó đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. Đây là anh em xem cái khung sườn của nó này. Khung sườn của nó còn đẹp thế này em. Và đây là cái hộp MD của nó này. Cái ổ MD đấy anh em. Vẫn còn tem rồi thông số các thứ. Trước mình có một con mình bán rồi anh em nhé. Bây giờ lại mới về được một con nữa. Vì của nó là vì màu mận đấy anh em. Đặc biệt những con đờ lông này thì kể cả từ âm ly, cái vỉ của nó cũng màu này, thâm thâm màu mận. Anh em nhìn cái dây bẹ ảo đó này. Như này là anh em biết con máy như nào. Đây cái dây bẹ ảo đó này. Đấy, anh em nhìn chưa? Và đây là con nguồn. Và đây là nó có rất là nhiều tụ, anh em nhìn chưa? Đấy. Và đây là cái bo mạch giải mã ở bên này. Rất là cao cấp. Và xem anh em mình đi đến cái thông số sau của nó. Đây là cái, trước tiên là cái cọc dây nguồn của nó đây nhé anh em nhé. Zin xịn tới cọc dây nguồn rồi đi này. Đấy, anh em nhìn cái cọc dây nguồn này. Đấy. Đây là nó có 3 cổng vào cho anh em này. Một cổng ra là cổng output này. Có nghĩa là anh em chơi có tín hiệu thì đấu vào hai cái cổng in này. Cổng này là xuất vào xuống âm ly này. Đấy, đấu vào xuống âm ly. Và nó có hai cổng analog vào nữa, một cổng in và một cổng out. Cổng out xuống âm ly, cổng in là anh em đấu vào các cái thiết bị ví dụ như máy tính, như điện thoại vào đây. Còn đây là anh em chơi optical đấu vào đây. Anh em mà có một cái CD mà nó rẻ tiền mà lấy làm bộ cơ đấu qua cái này làm giải mã nghe cũng chất lắm anh em. Nghe tiếng nó khác hẳn luôn đấy. Con này chuyên MD và giải mã. Và đây là tất cả các con ốc và các lắp lưng của nó này anh em này. Đấy, nước sơn zin nguyên bản hết. Đã bỏ hàng đấu giá ở siêu thị về thì anh em biết rồi. Những con hàng của nó lên đã lên sàn đấu giá ở siêu thị là tất nhiên nó phải đẹp nó mới lên rồi. Bên nó là đã tuyển trước rồi. Mình xin báo giá con này là mình đang bán là 6 triệu. Bao ship cho anh em nhé.
báo ship tận nhà cho anh em. Anh em nào yêu con này thì alo cho mình. Mặt nó màu vàng chanh nó đẹp như thế này mà anh em. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh nhá. Đầu giải mã đờ lông 1.000. Giá mình đang bán là 6 triệu bao ship cho anh em. Anh em thiện chí thì alo cho mình. Xin chào tạm biệt anh em nhé.